Thưa sư, con được biết là cư sĩ hoặc sa di đều có thể quy y cho người khác khi họ hướng tâm tới Phật. Như vậy, người được quy y gọi cư sĩ hay sa di quy y cho mình là thầy tế độ phải không ạ? Trong trường hợp người được quy y không học giáo lý từ cư sĩ và sa di quy y cho họ thì có nên gọi vị cư sĩ hay sa di ấy như thế nào cho đúng? Trong trường hợp vị cư sĩ hoặc sa di ấy giáo lý cũng không vững nhưng đã quy y cho họ rồi thì phải làm sao? Rồi quý vị nên hiểu như thế này. Thứ nhất á, là cái người quy y cho quý vị đó là người đại diện. Nó giống như là chúng ta đi ra ngân hàng á, chúng ta làm việc với cái người là cái gì ta, teller hả, cái người mà tiếp viên á, tiếp viên ngân hàng. Thì người đó có thể họ đâu có nắm cổ phần gì ở trong ngân hàng đâu, và cái lương của họ thì nó cũng là lương nhân viên văn phòng thôi. Thì nhưng mà chúng ta lại giao dịch với họ, tại sao vậy? Bởi vì họ là người đại diện cho ngân hàng chứ bản thân họ không phải là ngân hàng, và không phải là một cổ đông, không phải là chủ tịch ngân hàng, nhưng họ là người đại diện, họ có cái quyền mà cấp trên hoặc là ngân hàng trao quyền của họ, đó là họ giúp mình làm một số thủ tục, ví dụ như là chuyển tiền vào tài khoản, mở mở thẻ ví dụ, vân vân đấy, rồi hoặc là lập tài khoản cũng vậy. Ngay cả một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo quy y cho quý vị đó, thì một vị sa di 7 tuổi hay một vị đại lão hòa thượng 100 tuổi hạ, hay là một vị thánh tăng thì cũng không khác gì nhau. Bởi vì vị ấy chỉ là người đại diện cho Tam Bảo. Quý vị quy y là quy y Tam Bảo chứ không quy y nơi con người đó. Cho nên ấy, con người đó đại diện rồi, nếu như mà con người đó không có dạy giáo lý gì được cho mình, chuyện đó bình thường, mình đi tìm những vị dạy giáo lý cho mình. Nên nhớ, cái vị mà cho chúng ta quy y tam quy và ngũ giới nó khác với người cho chúng ta xuất gia. Người mà muốn làm lễ cho mình xuất gia phải là một vị tỳ kheo, nhưng mà người cho chúng ta quy y thì không quan trọng đó có phải tỳ kheo hay không. Và nên nhớ cái sư đang nói ở đây là bao gồm tỳ kheo và sa di, tức là đừng có đánh đồng sa di và cư sĩ nha. Sa di và cư sĩ là thuộc hai tầng lớp khác nhau. Sư đang nói đây là tỳ kheo và sa di, tức là một vị sa di, mặc nhiên là vị đó có thể cho quý vị quy y, dù là vị đó mới xuất gia, một vị sa di 7 tuổi mới xuất gia, đọc Nam Mô gì vẫn chưa có vững, bập bẹ thì vẫn chưa có vững, nhưng mà cầm cái tờ bổn lên ấy, vẫn đọc cho quý vị quy y được. Và do mới xuất gia cho nên chưa có kiến thức giáo lý gì hết, vẫn cho quý vị quy y được. Nhớ nha, cái người cho chúng ta quy y chỉ là người đại diện, chỉ khi nào, trừ khi nào cái người cho xuất gia đó, cái người cho xuất gia thì mới được gọi là thầy tế độ nha, đừng có nhầm lẫn. Thầy tế độ là cái người cho chúng ta xuất gia rồi. Còn cái việc là cư sĩ mà có nên cho mình một người bình thường quy y hay không thì sư nói như thế này, kẹt quá thì mới phải làm thôi. Ví dụ như trong tương ưng là cái thuyền nó gần chìm rồi, tức là sống chết tới nơi rồi, không còn tìm được một vị tu sĩ dù là sa di hay là tỳ kheo, thì khi đó cư sĩ mới được quyền, mới được phép cho người khác quy y. Tức là trừ khi cái trường hợp sống chết tới nơi đó, chứ ví dụ như là bị cướp, cái dí lên, dí súng, dí dao lên trên cổ, hoặc là chuẩn bị trong cái căn nhà mình chà nó cháy rồi mà không có tông cửa ra được, hoặc là trên thuyền mà thuyền nó chìm rồi đấy, thuyền nó gần chìm tới nơi, thì khi đó trong những trường hợp ngặt nghèo như thế, người cư sĩ mới có thể đại diện cho quy y, tức là không còn lựa chọn nào hết, và cái chết nó tới nơi rồi, thì khi đó gọi là miễn cưỡng được
nó giống như, sư xin lỗi chứ, giống như một người đi trên sa mạc ấy, một người đi trên sa mạc khát nước quá, trời ơi nó khô cổ, nó khát nước quá không có nước gì, thì lúc đó miễn cưỡng sư xin lỗi với nước tiểu hứng ra uống lại, tại vì không còn lựa chọn nào khác. Chứ còn nếu như một cái còn sự lựa chọn nào khác đâu có ai mà làm cái chuyện đó. Cho nên quý vị nên hiểu là người cư sĩ quy y chỉ trong một số trường hợp quá là ngặt nghèo, không còn lựa chọn nào khác nữa, tức là sống chết tới nơi rồi. Chứ còn mình còn cơ hội thì vẫn nên để cho một vị tu sĩ quy y cho mình. Nhớ. Chứ đừng có nghĩ như vậy là nghĩ ở chỗ vậy là mình đăng đàn là mình cho người ta quy y với mình là coi như thoải mái, xin thưa tầm bậy. Sư nói là sư dựa theo kinh nha. Trong tương ưng á là một vị cư sĩ cho người khác quy y trong trường hợp cái thuyền nó đang chìm, sống chết tới nơi rồi, không tìm được một vị sư nào nữa hết, thì khi đó buộc lòng người cư sĩ đó cho quy y. Chứ không phải là chuyện bình thường, tự nhiên là mình nghĩ mình cư sĩ mình cho người khác quy y là dễ à.